Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Sau hơn 2 ngày gây gió mạnh trên các vùng biển, từ đêm qua khối không khí lạnh đã giảm dần về cường độ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đã giảm xuống dưới mức cấp 5 và sẽ tiếp tục giảm hơn xuống mức cấp 4 trong 2 đến 3 ngày tới. Mưa dông cũng không còn xuất hiện, khiến tầm nhìn xa ít bị cản trở và thời tiết biển đang chuyển tốt dần. Trong khi đó, ở các tỉnh vùng ven biển miền Trung, dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Ninh Thuận, thì mức độ suy giảm của không khí lạnh diễn ra chậm hơn. Trong đêm nay, cường độ gió Đông Bắc vẫn còn ở mức cấp 5 và có lúc mạnh cấp 6. Mưa dông rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Từ trưa và chiều mai trở đi, cường độ gió Đông Bắc tại đây cũng giảm dần. Với vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, do hiệu ứng cộng dồn của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, tại đây vẫn duy trì mức là cấp 5, cấp 6 và đôi lúc vẫn có gió giật mạnh cấp 7, khiến biển vẫn còn động. Phải từ ngày 25 tháng 1 trở đi, gió trên vùng biển này mới yếu thì biển mới ổn định trở lại. Ngoài khơi xa, khu vực Bắc Biển Đông cũng như khu vực phía Tây của Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai vẫn còn có gió Đông Bắc mạnh ở mức là cấp 6, sóng biển tiếp tục cao từ 2m5 đến 3m5. Nhưng cũng từ ngày 25 tháng 1, cường độ gió trên hầu khắp các vùng biển ngoài khơi đều giảm. Tuy nhiên, theo dự báo xa hơn thì vào khoảng ngày 26 tháng 1, tức là ngày thứ 7 tuần này, một đợt không khí lạnh mạnh mới sẽ lại được tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh trở lại trên hầu khắp các vùng biển. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển ngoài khơi và ven bờ cần hết sức lưu ý. Đến với các hải trình ra các đảo. Thưa quý vị và bà con, không khí lạnh yếu đi, hành trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ cũng thuận lợi hơn khi cường độ gió Đông Bắc giảm xuống còn ở mức cấp 5 và tiếp tục giảm xuống mức cấp 4 trong ngày mai. Đến chiều và tối mai, gió chuyển sang hướng Đông Bắc đến Đông, mưa cũng không còn xuất hiện khiến tầm nhìn thông thoáng trở lại. Vì thế, việc di chuyển từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại sẽ có thể diễn biến ra bình thường và không phải lo ngại gì về thời tiết. Mưa giảm, gió yếu dần cũng là xu hướng thời tiết của khu vực biển miền Trung và tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ của tỉnh Quảng Ngãi ra huyện đảo Lý Sơn. Trong đêm nay, gió Đông Bắc tại đây còn mạnh ở mức là cấp 5, nhưng sang ngày mai thì giảm còn ở mức cấp 4 và tiếp tục giảm hơn trong những ngày sau đó. Trời cũng chuyển nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, nên việc di chuyển cũng như chuẩn bị hàng hóa đón Tết của bà con ngư dân trên tuyến hải trình này sẽ được diễn ra thuận lợi. Là vùng không khí lạnh suy yếu muộn nhất, vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai, gió Đông Bắc trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo còn duy trì cường độ mạnh là cấp 6. Phải từ trưa và chiều mai thì cường độ của nó mới giảm xuống mức cấp 5, nhưng độ cao sóng biển thì vẫn cao từ 2m5 đến 3m, kèm theo đó là tình trạng biển động. Dự báo thì phải đến hết ngày 25 tháng 1, thời tiết biển tại đây mới thuận lợi trở lại cho việc lưu thông trên toàn tuyến hải trình. Thời tiết tốt vẫn duy trì trên tuyến hải trình từ Rạch Giá hay Hà Tiên ra đảo Phú Quốc. Gió đông tại đây có cường độ giảm xuống, chỉ còn ở mức là cấp 3, sóng biển thấp 0m25 đến 0m75, một mức sóng và gió lý tưởng cho các hoạt động lưu thông hàng hải, cũng như khai thác ngư trường trên khu vực Biển Tây và tuyến hải trình từ Rạch Giá hay Hà Tiên ra đảo Phú Quốc. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.